Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PCMinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về bill cây giá rẻ và với hiện trạng giá linh kiện đang cắm đầu xuống đất, lao dốc không phanh, thì chúng ta sẽ có được cấu hình như nào trong ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ bill một cấu hình có thể nói là cực kỳ ngon, bởi vì nó full mới 100% mà nó lại rất là mạnh luôn, nhưng giá thành của nó chỉ hơn 9 triệu thôi các bạn nhé. Với hơn 9 triệu và lại mạnh nhất tầm giá đồ mới hết thì chúng ta sẽ có được những gì? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chi tiết linh kiện. Và vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ đến với những thứ quen thuộc nhất. Đầu tiên, đó chính là SSD. Thì vẫn để tối ưu về cái hiệu năng trên giá thành thì chúng ta sẽ sử dụng một cái SSD 120GB của những cái hãng kiểu như này. Đấy, Colorful hoặc Kuzia này, cho giá thành của nó phù hợp hơn và chúng ta sẽ xứng được ngay các bạn nhé. 120GB ở thời điểm hiện tại nó loanh quanh tầm 400 đến 450 một con thôi. Đấy, khá là rẻ luôn mà lại ngon nhá. Thì đấy là về SSD. Tiếp theo là RAM. Thì với thời điểm bây giờ thì giá linh kiện đang lao dốc ấy, thì chúng ta sẽ có RAM DDR4 mới tinh các bạn nhé. Các bạn không cần phải chọn kinh mắc này nha. Kinh mắc này thì nó vẫn hơi đắt. Các bạn chọn Team Group hay là Adata hay là Apacer ấy, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Nó chỉ loanh quanh tầm khoảng đâu đó tầm 600 đến 700k cho một thanh RAM 8GB mới cứng như này thôi các bạn nhé. Đấy, thì đó là về SSD và RAM. À, con nguồn thì với cấu hình này thì các bạn chỉ cần một con nguồn tầm khoảng 500W công suất thực là thoải mái lắm rồi. Mình muốn để 500W để các bạn có thể nâng cấp sau này thôi, chứ còn thực tế nó cũng không cần đến đấy đâu, nhưng mà cứ dùng 500W cho nó chắc các bạn nhé. Thì đó là về SSD, nguồn và RAM. Bây giờ chúng ta sẽ đến với main và CPU. Thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một con main cũng hết sức quen thuộc thôi, đó là H410 hoặc H510. Bởi vì đời mới hết mà, chúng ta sẽ phải sử dụng H410 thôi, chứ H310 thì đã cũ quá rồi. Mà còn H610 thì đời nó mới quá, giá nó thành nó sẽ đội lên. Nếu mà các bạn có tiền thì các bạn có thể mua H610 cũng được, nhưng mà chỉ với hơn 9 triệu thì chúng ta sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn quả H410 hoặc H510 này. Thật ra thì hai con main đấy nó xem nhau thôi, nó chỉ khác cái tên thôi, nên là anh em lựa chọn như nào cũng được. Thì với H410 ở thời điểm hiện tại nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1,4 triệu một con main. Còn các bạn sang sale trên Shopee có lúc thì chắc là nó rơi xuống còn 1,1 triệu thôi. Giá thành nó rất là rẻ mà lại ngon, đồ mới nữa. Thì với việc chúng ta sử dụng main H410 thì chúng ta sẽ sử dụng CPU gì? Thì CPU cũng là một con CPU hết sức quen thuộc thôi. Đó chính là con i3-10105F. Thì con này thì chúng ta đã có rất là nhiều bài test rồi, cũng không cần phải nói nhiều về sức mạnh của nó, vì nó ngang với con i7 đời 7 với 4x8 luôn. Nhưng cái quan trọng nhất tại sao lại nó lại là hot, bởi vì giá thành nó rất là rẻ. Đó, nó chỉ có tầm khoảng 1,8 triệu thôi các bạn nhé, mới tinh 1,8 triệu. Còn nếu các bạn sang sale trên Shopee, nhiều lúc nó hoặc là khuyến mại giảm giá gì đó thì nó sẽ rơi vào tầm 1,6 triệu thôi. Một con 1,6 triệu trong con CPU 4x8 luồng đủ để các bạn chơi game một cách ngon lành, không phải nghĩ ngợi gì cả. Giá thành quá rẻ, chưa bao giờ chúng ta mong muốn là có con i7 giá lại rẻ như vậy. Đấy, nên là i3 là một lựa chọn tốt cho anh em nào chỉ chơi game, không làm gì quá nhiều các bạn nhé. Thì đó là về CPU rồi. Và bây giờ đến linh kiện quan trọng nhất, đó là Vega, để chúng ta có thể chơi được tất cả các tựa game mà lại còn mới nữa. Thì bây giờ đó là gì? Thì xin giới thiệu các bạn, Vega của chúng ta ngày hôm nay sẽ chính là con 1660T các bạn nha. Con tụt gaming Asus này. Đấy, 1660T nếu như cách đây đúng 1 năm vào thời điểm này thì các bạn muốn sở hữu con này thì các bạn phải bỏ ra tầm khoảng 13-14 triệu. Nhưng bây giờ ở thời điểm này nó đã mất đi đến phần 5 phần giá trị rồi. Nó chỉ còn khoảng 5 triệu cho con này thôi các bạn nhé. Mới tinh 5 triệu. 1660T. 6GB RAM. Sức mạnh của nó thì chúng ta cũng đã trải nghiệm nhiều rồi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ test cụ thể xem nó chạy như nào các bạn nhé. Ok các bạn nhé. Mình đã lắp em PC 9 củ. Mới cứng ngon nhất tầm giá chúng ta ra đây. Đấy. Đáng nhẽ mình phải lắp vào cái vỏ LED màu mè nhìn cho nó đẹp cơ. Nhưng thôi, chúng ta cứ test này cho nhanh. Chủ yếu là xem FPS cho như nào thôi. i3-10105 này, 4x8 luồng này, đang chạy mức xung 4GB 2 này, H510 này, RAM là 8GB 4 này, chạy bớt 266 này, graphic là 1660T 6GB. Ok, chúng ta sẽ test vài tựa game xem FPS như nào nhá. Chúng ta đang đến với Need for Speed trên PC 9 cũ, full mới các bạn nhá. Cái này nhiệt độ siêu có vẻ hơi cao. Thật ra tại vì mình dùng cái quạt nó không đúng với quạt zin của nó các bạn nhá. Đây là nhiệt độ nó hơi cao một tí. Các bạn dùng quạt zin của nó với keo xịn thì nó không sao đâu các bạn. Cái này là mình dùng quạt ngoài hay là mà lại còn không có keo cơ, nên là nó hơi cao. Nhưng mà các bạn có thể thấy là nó chạy rất là mượt mà các bạn nhé. Không có vấn đề gì cả. FPS thì quá ok. 70-80. Có gì phải nghĩ đâu. Và điện áp thì cả CPU và GPU ăn hết có 100W thôi.
Đây là mình bảo với các bạn 500W là nó quá thừa thãi, tuy nhiên thì cứ đóng 500 mà cho nó bền linh kiện các bạn nhá. Đấy, chạy rất là mượt mà luôn. Nhiệt của con Vega thì mát quá. Chưa đến 60 độ là mấy. Quá là mát mẻ luôn, không có 660 ti. Trước đây thì chẳng bao giờ mơ được cấu hình này đâu các bạn ạ. Ấy, ngon quá, chúng ta sẽ sang game khác xem FPS thế nào nhá. Chúng ta đang đến với Battlefield 5 các bạn nhá. Trên em PC 9 củ full mới, hơn 9 củ quên. Với mức setting mình đang để là 2 setting. Và với Battlefield 5 thì chúng ta có mức FPS khá là ngon, 50-60 FPS luôn. Mặc dù CPU hay nhiệt độ cũng hơi cao đấy, vì mình dùng cái tản nó không chuẩn đấy. Nhưng mà chạy vẫn rất mượt mà các bạn nhé, không có bất kỳ hiện tượng delay giật lag gì cả. Nên là các bạn dùng cái tản xịn của nó mát hơn, nó tầm khoảng 60 độ, 70 độ thì nó còn ngon nữa các bạn nhé. Thử nghiệm với những cái lúc nó khắt khe và nó ngặt nghèo như này, chúng ta mới thấy được cái hiệu năng cụ thể của nó. Chứ còn trong cái điều kiện lý tưởng thì chúng ta không nói làm gì, phải không các bạn? Đấy, chạy rất là mượt mà với mức FPS loanh quanh tầm khoảng 5-60 với Battlefield 5 là quá ok. Hai setting nữa nhé, trải nghiệm game cách xứng luôn. Đấy, nói chung là với thời điểm này năm ngoái với chính củ, chúng ta đừng mơ những cái cấu hình như này, cấu hình nó cùi hơn rất là nhiều luôn. Chúng ta lại sang một game khác nha. Chúng ta đang đến với Assassin các bạn nha, một trong những cái tựa game tối ưu hóa cấu hình rất là chuối nhưng mà chúng ta vẫn có đà, có mức FPS khá là ngon luôn các bạn ạ. Đấy, 1660 ti, một con Vega ngon rẻ. Drop ấy, cái drop này có thể là do nhiệt độ của CPU cao hoặc là do cái ổ cứng của mình test quá nhiều các bạn nha, nó loát chậm nên nó bị drop ấy. Ui, CPU hoạt động 100% công suất. Đấy, chém nhau cái xem có dữ động. Cái Assassin để tối ưu hóa cấu hình cũng hơi chuối, nên là nhiều khi mà chúng ta mà sử dụng những cái ổ cứng như của mình ấy, nó là cái ổ cứng nó không phải là SSD ấy, nên là nó lát game cũng hơi chậm đấy. Khi chúng ta chém nhau từ lẫy giờ thì lại không thấy tụt với cả bị drop drip gì cả, trong khi vừa mới vào cái thì lại drop liên tục. Đấy, chém xong lại bị drop. Ông là cái game cùi thế. Chúng ta sẽ lại sang một cái game khác để xem nó có bị nữa không nhá. Chúng ta đang đến với Cyberpunk các bạn nhá. Cyberpunk 2077. Một cái game mà cũng khá lâu rồi mình không test. Nhưng mà cái game này nó sẽ ăn phần cứng của chúng ta rất là nhiều luôn. Ăn 120W điện với con 1660T. Và hiện tại chúng ta đang có mức FPS tầm khoảng 50. 50 với Cyberpunk như này là cũng khá là ổn nha các bạn. Chúng ta có thể hạ setting xuống để cái FPS nó cao hơn. Nhưng mà mình test thì mình muốn để như này để chúng ta nhìn rõ được cái hiệu năng cụ thể nó như nào. Và sang đây thì nhiệt độ của con Vega của chúng ta đã vọt lên mức 70 rồi, chứng tỏ là ăn Vega rất là nhiều luôn các bạn nha. Đấy, nhưng mà vẫn tân nữa, vẫn mượt mà, chưa thấy có hiểu biểu hiện gì cả, không phải đi đây giật lag, không bị drop clip gì cả, giống cái con Assassin vừa lấy drop liên tục. Mải chém gió lái đâm cờ vào tường. Ôi giời ơi, đau thật đó. Ý, chạy rồi, ngon các bạn nha. Nói chung là rất là mượt mà, chúng ta lại phải sang game khác để xem sao nhá. Chúng ta đang đến với GTA 5 các bạn nha. Với cấu hình này thì các bạn có yên tâm là nó có thể kéo được cả GTA 5 on thoải mái luôn. Mình đang để ở mức setting là Very High, nhưng mà các bạn có thể thấy là mức FPS của chúng ta rất là ngon luôn. 60, 70, 90. Quá là ghê. Nhưng mà cái game này thì nó lại ăn Vega khá là ít này, có 100W thôi. Nhiệt độ Vega tụt xuống còn 60 rồi. Không căng như con Cyberpunk vừa lấy các bạn nhé. Cyberpunk vừa lấy rồi, căng đét luôn. Đấy, ăn 120W điện, 70W độ, 70 độ thôi. Sang đây thì nhẹ nhàng hơn rất là nhiều rồi. Và nhẹ nhàng như này thì chả có gì phải nghĩ cả. Đương nhiên là phải mượt mà. FPS thì 8-90. Một cấu hình hơn 9 củ, quá là đỉnh ở thời điểm hiện tại. Không mong gì hơn nữa các bạn ạ. Lúc này là quá hợp lý để chúng ta có thể build cây rồi. Không phải lăn tăn nhiều như trước nữa rồi, không phải đắn đo nhiều nữa rồi. Và cấu hình rất là mạnh luôn. Chúng ta lại sang một game nữa nha. Chúng ta đang đến với Tomb Raider các bạn nha. Một trong những cái con game rất ăn gọi là Vega. Đấy, chúng ta có thể thấy là nó úi. Cái này chắc mình chưa để mắc hay sao ấy. Chứ bình thường mắc là nó phải ăn Vega King rồi. Mắc rồi đấy. Mắc rồi nhưng mà vẫn chưa thấy lên cao bằng cũng lên cao rồi, 120W rồi các bạn ạ. Đấy, 120W điện, ăn không khác gì con Sang Băng vừa lấy các bạn nha. Mà chạy thì chúng ta có mức FPS khá là ngon, 9 mấy trên 100.
Tomb Raider là một trong những tựa game mà mình thấy nó chén cấu hình hơi kinh, kể cả những cấu hình mới nhất, cao nhất nó vẫn có thể chén mắc được cả cái hiệu rất là hiệu, nó vẫn có thể chén mắc được cả cái hiệu năng của nó các bạn nhé, kể cả những con 3090 mình test nó vẫn ăn được mắc luôn. Cái game này mà nó ra đời khá là lâu ấy, nhưng mà mình thấy test game rất là hiệu quả luôn các bạn, test Vega, Vigip và test đồ nữa. Nói chung là với mức FPS và các game mình test như vậy thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là em PC chính cũ đỉnh nhất tầm giá, chụp tất mọi game đấy, quá là ngon phải không các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video phía sau. Xin chào, hẹn gặp lại.